Xin chào các bạn Mình tên là Nguyễn Bùi Hoàng Long Mình sinh ngày 22 tháng 2 năm 2024 Hôm nay là mình nãy đây Hôm nay là sáng thứ bảy đây Hôm nay là ngày 29 đây. tháng 6 đây Mình tập nãy đây các bạn ạ Đấy các bạn nhìn mình đây cắt cho quận đầu tộc đây Hôm nay là được một tuần đấy các bạn ơi Tóc của mình mọc ra rồi đây nè Nha yeah. Đúng không bạn nào đấy mình bây giờ mình nãy này ôi rồi ôi bà đứng ở trước camera <laughs> bà sẵn quần lên nữa trời ơi <laughs> này đấy nha con <laughs> nhà đấy nhìn này nhìn các bạn nhìn này bản sao nhỉ bản bản sao này bản chính này đấy đấy đấy, đấy bản sao bản chính đấy con nhỉ ôi trời ơi hại bà con mình đấy nhỉ người ria mép này thanh niên này cũng ria mép này hơn 4 tháng tuổi cũng ria mép đấy đây, đây ba mình mua cho mình quả mũ này, này. giặt <cười> <cười> giặt nó nó, nó 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 giặt nó giãn nè này Dạo, chưa đội được lần nào trẻ con này mũ cần gì giặt nhiều đâu giãn là trông buồn cười đấy sạch lắm đi tí về đi, đi tí về đã bỏ vào giặt các bạn này nhìn này mũ con chó này nhìn đội đội lại cái gì con chó này gâu 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 em đêm cũng dậy nãy gâu 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 đây mình còn mua con chó đây nó giãn ra rồi trông xấu quá cơ ôi ôi dắt đi nhiều mũ đâu dắt nhiều trời nhìn nó giãn ra trông nó xấu đúng không thôi vứt đi thôi chị đâu có đội được giãn ra rồi có cái mũ này rồi nha căn nhà giãn ra chơi tạm biệt các bạn nhá các bạn nhớ đăng ký kênh youtube tôi yêu japan của ba ba mình nhá để ba ba mình có tiền mua sữa cho mình nhá tạm biệt nào tạm biệt các bạn nào con tó của ba tạm <laughs> biệt nè bye 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 bye